Rục Long Chăn Cờm, tập quán robot uy tín số 1 Việt Nam. Game Pass giá rẻ, mua robot cực nhanh, trò chơi vòng quay cực kỳ hấp dẫn, 100% có thưởng. Dịch vụ random, có nhiều ưu đãi giảm giá dành cho các bạn. Kết bạn Rục Long Chăn Cờm. Ok, và hãy chào bạn trở lại với kênh của mình, thì mình là Mèo Ren TV đây. Rồi thì hôm nay một cái clip này nó khá là nhỏ nhỏ thôi, thì trước khi bắt đầu video này các bạn ấn vào nút like và đăng ký kênh, xin ấn vào cái chuông này nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ có gì ở đây nào? Thì ok, bây giờ xíu nha. Rồi thì hôm nay là lần đầu tiên mà cái giá báo được bán trong lóc phút đó các bạn ạ. Thì không phải là ở đảo bí ẩn đâu mà ở cái đảo thường luôn. Đây bạn cho các bạn coi nhé. Đây các bạn coi này. Holy shit, nó bán thiệt kìa. Ui, mình mua lại được rồi này các bạn. Ui, đây là nhà chơi báo rồi. Ok, thấy là lần đầu tiên mà cái chế báo được bán các bạn, thì cái tỷ lệ của cháu nó 0.06% thôi. À, nó được bán luôn các bạn. Ok, thì nghĩ là chắc sắp tới sẽ có con chay đó nó mạnh hơn á, tại vì lần đầu tiên mình thấy chế báo được bán mà. Đấy, đấy. Ôi, cái chế báo được bán là thôi rồi, xong rồi. Game này lỗi rồi. Ok, thì các bạn hãy nhanh chân vào mua đi nha. Đây là một video để thông báo cho các bạn biết là giá đáo đang bán. Các bạn hãy để 5M belly, các bạn dạo các bạn mua liền đi. Nó chỉ còn có 3 tiếng thôi kể từ khi mà mình đăng video này.